Xin chào mừng toàn thể cô chú anh chị lại quay trở lại với kênh YouTube Thái học Toyota. Một ngày mới học sinh kính chúc cho toàn thể cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và tràn đầy hạnh phúc. Thì hôm nay cô chú anh chị vẫn như thường lệ khoảng 1 đến 2 ngày học sẽ gửi đến cho cô chú anh chị là những cái mẫu xe mà Toyota Tân Cảng đang chào bán, bộ 7 chỗ, 4 chỗ nè, màu sắc xe, năm sản xuất, km đi được để cho cô chú anh chị dễ lựa chọn cho mình cái sản phẩm phù hợp nhất. Cô chú anh chị ơi, học sinh nhắc lại bên học có thu mua xe cũ ở tất cả các tỉnh, đặc biệt là tất cả các hãng Kia, Mazda đều học có thu. Cách đây 2 ngày á, bữa hôm thứ sáu là học đi Ninh Thuận rồi về Bình Thuận là Phan Thiết á, rồi tiếp tục học thu được 2 chiếc xe, xong rồi ngày hôm qua là học đang ở Kiên Giang đó, học đi chiếc thu chiếc Camry đó, đi máy bay ra tới Kiên Giang rồi mà mang xe từ tàu về luôn nha cô chú anh chị đó. Học có định giá xe miễn phí nè cô chú anh chị, cứ gửi cho học hình đầu xe, đăng kiểm xe, km, bài tấm xe là học sẽ định giá cho cô chú anh chị. Nếu như cô chú anh chị nào muốn bán cho gia đình mình á mà không biết giá cái thị trường nó như thế nào, học sẽ gọi cho học, học sẽ tư vấn cho cô chú anh chị cái giá nè, bán ra nè, rồi cái giá mua vô nè, nó rất là dễ dàng nha cô chú anh chị. Ở bên học có định giá miễn phí. Đặc biệt hơn nữa đó, là khi mà bên học mua xe á cô chú anh chị, mua xe của cô chú anh chị về là đậu như vậy nè, tức nghĩa là bên học sẽ mua đất và bán đoạn, bên học mua ủy quyền, xong rồi khi mà tới khách hàng thứ ba á là bên cô chú anh chị sẽ bắt buộc phải đóng phí trước bạ 2% giá trị còn lại nè. Cái xe này nè, để ra tên luôn, bên học bán xe là phải ra tên luôn tại giấy tờ minh bạch mà đó, chứ không có để ủy quyền nhiều tập giống như những anh chị thương lái nhỏ lẻ bên ngoài. Rất là phiền khi mà sau này xe mà bị phạt nguội, cô chú anh chị nó gửi giấy về nhà rồi nó điện mình lên nó xử phạt, rất là phiền nha đó. Hiện tại thì camera an ninh với lại camera tốc độ kiểm soát tốc độ rất là nhiều. Nào đây, để không mất nhiều thời gian của toàn thể cô chú anh chị nó, học xin phép mời cô chú anh chị cùng học đi đánh giá những sản phẩm mà Toyota Tân Cảng đang chào bán. Xin mời. Giá đầu tiên là mẫu xe Camry 2.0e được sản xuất vào năm 2018, xe sedan hạng D nha anh chị, xe rất là dài rộng bền giữ giá, xe form dáng rất là đẹp nha. Xe này bên học đang chào bán với mức giá là 852 triệu, xe đi được 35.000 km, xe động cơ 2.0 2018 thì chúng ta sẽ có hai cái bi projector nè, đèn báo rẽ thì nó chuyển xuống cái phần ba đợt sóc phía dưới nha anh chị, xe rất là đẹp, hoàn tất xong Maruguri, kiểm tra 176/1 xong, cấp giấy chứng nhận cho anh chị và gia hạn bảo hành thêm 1 năm và 20.000 cây đối với động cơ và hộp số. 2.0e chúng ta vẫn có cái ghế điện nha, ghế điện hai ghế điện phía trước nè, hai vùng lạnh độc lập nè, khởi động bằng nút bấm, tắt cửa, bốn cửa kính đều là ô tô một chạm chống kẹt, động cơ là dual VVT-A. Xe form dáng rất là đẹp nha anh chị, chỉ 852 triệu thôi, những cái xe này rất là giữ giá nè. Cùng phân khúc hồi xưa thí dụ như Mercedes mà 2018 giờ bán chắc khoảng 5-600, còn Camry thì khoảng còn 852 triệu nha anh chị. Xe chính hãng nha. Còn đây là mẫu xe Vios E số sàn á anh chị, 2019 đi 98.000, 396 triệu xe này bên học có khách cọc rồi, nhưng mà đang làm ngang hàng á, không biết có đậu hay không nha. Nhưng mà học cũng quay sơ cho anh chị xem. Ghế da, lót sàn, bọc trần 5D, 396 triệu. Xe rất là đẹp nha, xe màu bạc. Xe này là xe quốc dân mà, ai cũng biết, bền, độ bền cao ghê hồn lắm. Cái bên cũng là xe quốc dân, nhưng mà bản G, bản cao cấp nha anh chị. Mẫu này để dành cho gia đình. Bản G thì chúng ta sẽ có cái bi projector nè, anh chị thấy không? Bi projector nè, cái đèn sương mù ở đây không có, đây có nè. Đó, khởi động bằng nút bấm nè, hộp số tự động CVT, tay nắm cửa Marom. Đó, xe bản G là như vậy nha anh chị. Hệ thống lạnh tự động nè, hộp số tự động. Ghế da là zin theo xe nè, ghế da đục lỗ zin theo xe ha. Vô lăng là full da. Đó, xe rất đẹp nha anh chị. Xe này lăn bánh được 25.000 cây, xe đi 2019 25.000 cây, bên học đang chào bán với mức giá là 522 triệu. Bên học còn chiếc màu đỏ nó đi cũng là 523 triệu, nước sơn zin toàn tập 100%, đi 10.000 cây 2019 màu đỏ, biển tỉnh. Đây là mẫu xe Vios G 2020 đi 16.300 cây, xe màu vàng cát nha. Màu vàng cát nha anh chị, 2020. 2020 chúng ta sẽ có thêm bốn cảm biến gốc nè. Đó, bốn cảm biến gốc và là sẽ có thêm một cái ga tự động nữa. Xe 2020 nha anh chị. Cửa da đục lỗ, khởi động bằng nút bấm, hệ thống lạnh tự động, xe rất là đẹp nha cô chú anh chị. 542 triệu. Vios màu vàng két rất là đẹp. Xe này cũng đã hoàn tất Maru kiểm tra 176/1. Đó. 2020 chúng ta còn bảo hành tới 2023 anh chị. Tay nắm cửa có nút bấm, tay nắm cửa Marom. Cái màn hình nó cũng khác nha, hai cái bản E và bản G nó khác nhau nha anh chị.
học sinh nhắc lại đi 100 đi 100 đi 16.300 cây. 2020 mình học đang chào bán là 542 triệu. Kế bên là mẫu xe Alantra, xe này phân khúc hạng C nha, cao cấp hơn Vios xíu. Nó cùng với lại Toyota Atix đồ anh chị. Alantra, Honda Civic. Đó. Xe này bên học đang chào bán với mức giá là 525 triệu, bản 2.0 bản cao nha. Bản cao cấp nhất anh chị. Mâm 17 nè anh chị, nhìn bên hông chúng ta thấy mâm 17 nè, có cửa sổ trời. Đó. Xe động cơ 2.0 có sấy ghế sưởi vô lăng, đèn bi và projector 4 cặm biến gốc. Xe form dáng thể thao, xe này đã kiểm tra 176 hạng mục rồi. Đó. Hiện trạng thì xe động cơ hộp số còn nguyên thủy nha, đăng ký 2017 chạy được 69.000 cây nha anh chị. Đó, form rất về rất là thể thao. Gửi da zin theo xe nha. Anh chị nào thích phong cách xíu là chúng ta đi chiếc xe này. Ở xe này nhìn nó thể thao, nó nên linh động và cũng rất là đẹp nha anh chị. Form dáng rất là đẹp, thiết kế ngôn ngữ thiết kế này cũng rất là đẹp. Nhìn chiếc xe rất là trường nha. Xe lên bộ bô Anabovic. Rất là đẹp. Học sinh nhắc lại 2016 đăng ký 2017. Alantra 2.0. Số tự động bản full. 525 triệu mình học bao rút gốc anh chị về tỉnh nha. Đó, còn ở thành phố thì anh chị sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số. Kế bên là mẫu xe 8 chỗ Innova, cũng là mẫu xe quốc dân, xe số sàn 2016, đi 165.000 cây, 424 triệu, xe màu bạc nha anh chị, xe rất là đẹp. Xe đã có ghế da rồi. Xin lỗi vậy, xe này là ghế Semmeli giả da nha, không phải ghế da. Bọc trần lót sàn. Cơ bản thì cũng còn thiếu vài món như là viền che mưa nè, đuôi cá nè. Theo học nghĩ cô chú anh chị về ra ngoài mình nâng cấp lên những cái phụ kiện đó, viền che mưa nè, đuôi cá nè, với cái màn hình Android nó là tuyệt vời rồi. Còn xe này thì hiện bản còn zin rất là nhiều. Đó anh chị. Chỉ có 424 triệu thôi, xe đi bền bỉ, tiết kiệm nè, bảo dưỡng dễ nè, chi phí thấp. Với lại đi sau này chúng ta bán ra nó cũng ít lỗ nữa, anh chị quyết xác định mua xe này đi 4-5 năm về bán lỗ ít lắm. Đó. Có bệ tựa tay nữa nè. Mấy ngày nay học đi tỉnh liên tục mà không có cập nhật cho cô chú anh chị. Hyundai Santa Fe được sản xuất vào năm 2020, đi 29.000. Bên học đang chào bán với mức giá là 1.215.000.000 dành cho bản dầu full hai cầu nha anh chị, bản full bản cao cấp nhất á. Vào thời gian 2020 á, bên Santa Fe máy dầu nó sẽ cao. Santa Fe nói chung là bên Hyundai á anh chị, bên Hyundai với lại Kia máy dầu nó sẽ cao cấp, nó sẽ có bản cao cấp và nó là cái bản mắc tiền nhất. Đó, còn bên Toyota máy xăng mới là mắc nhất nha anh chị. Đó. Đèn thiết kế dạng pha lê kim cương, nhâm thạch chải ha. Đó, mâm thì hợp kim nhôm phi tiêu, vỏ Hankook. Vỏ thì chắc chắn còn zin, xe lướt mà. Ở Santa Fe bản full chúng ta sẽ có ghế điện nè, chỉnh giống như Camry nè, và cửa sổ trời panorama. Ghế thì thiết kế phối giữa dạng 3D và 5D nha anh chị. Đó, rất là đẹp. Kết hợp giữa màu nâu và màu đen. Những cái xe này là màu trầm thôi. Có cái rèm che nắng zin theo xe nha. Che nắng cũng lại tăng thêm cái độ riêng tư nha anh chị. Học sinh nhắc lại Santa Fe máy dầu 2.2, bản full 2 cầu, 2020, đi 29.000 cây, bên học đang chào bán với mức giá là 1.215.000.000. Cái bên là Fortuner máy xăng số tự động 1 cầu, xe nhập nguyên chiếc từ Indonesia, 848 triệu nha anh chị, 2017. Xe này đi 74.500 cây, xe màu xám, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đó, bản V thì chúng ta sẽ có những cái này là zin theo xe hết nè anh chị. Zin hết. Xe rất là đẹp. Khởi động bằng nút bấm nè. 2017, có lại chuyên số thông minh. Xe này chưa có rule control. Đó. Vẫn có vùng lạnh độc 2, vùng lạnh độc lập nè. Khởi động bằng nút bấm nè. Hai chế độ lái Eco Mode, Power Mode. Ở vô lăng ốp gỗ bọc da, đi 74.000 cây nha anh chị. Ở bản V thì chúng ta sẽ có một cái ghế điện bên đây và ghế da là zin theo xe nha anh chị. Đó, từ nhà sản xuất. Bốn cái cửa auto, một chạm chống kẹt, cửa kính nè. Xe rất là đẹp nha anh chị. Xe này chạy biết chừng nào mới hư anh chị. Ở Fortuner vô đói lắm. Nói chung là những xe Toyota cái độ bền nó cũng khủng khiếp lắm. Những chiếc xe bây giờ không phải riêng Toyota, Hyundai, Kia đâu cô chú anh chị, cứ thích xe nào mua xe đó nha. Đó, thí dụ như Hyundai thì chỉ hư lặt vặt nhẹ nhẹ thôi chứ cũng không có gì gọi là quá đáng giống như ngày xưa đâu anh chị. Giờ những cái công nghệ ô tô nó cũng rất là ổn định rồi. Đó, xe này 2010 nè.
động cơ 2.7 máy xăng hai cầu, đi được 230.000 nha. Bên Học đang bán chỉ 442 triệu thôi. Anh chị nhìn thấy không, xe rất là đẹp. Alo, đăng nào, FG đúng không? Rồi. Xin lỗi quý vị đợi Học xíu nhắn tin cái. Dạ, tiếp tục là mẫu xe Innova 2019. Xe số tự động nha anh chị. Màu đồng bánh kim, xe số tự động. Xe này hồi xưa lăn bánh gần tỷ. Lúc mà đóng thuế trước bạ 10% á. Lăn bánh mà có ghế da đồ phụ kiện màn hình nữa nha anh chị. Có bản G 2019 đi 92.000 cây. Bên Học đang chào bán với mức giá là 697 triệu. Đây anh chị. Xe có ghế da sẵn là mới nguyên. Đó, số tự động, đầu DVD, màn hình Optitron. Alo em nghe anh ơi. Còn anh 27 anh qua xem xe đi. 27 800 mấy anh, 803 804 xe đang về. Có. Không có anh, về còn Maru mười mấy ngày nữa lần. Đây. Đó, vẫn có hai chế độ lái nha cô chú anh chị. Đó, Eco Mode, Power Mode. Đó, hệ thống là trang trí là có nẹp ốp gỗ nha. Tay nắm cửa mà rơm nè, bạn nghe thì sẽ không có những cái này. Đó, anh chị thấy không? Có đèn trần. Đó. Cô chú anh chị nào mà theo dõi kênh của Học nhiều á thì những cái xe này rất là quen thuộc ha. Đó, đèn trần này mình có thể ánh sáng theo tùy chỉnh. Đó, có cái bàn làm việc nên trọng lượng max speed là 10 kg. Đó. Nặng nhất có thể nha anh chị. Còn mình để quá có thể nó hư á. Rất là đẹp. Xe là cam kết với anh chị không đâm đụng, không ngập nước nha. Cấp giấy chứng nhận của Toyota, gia hạn bảo hành cho cô chú anh chị, động cơ và hộp số 20.000 cây vào một năm sử dụng. Đó. Dạ. Và kế bên là mẫu xe Fortuner 2018, cũng là xe nhập từ Indo nguyên chiếc nha. Đó, máy xăng số tự động một cầu, xe màu bạc. Đó, đi được 61.000 cây. Bên Học đang chào bán với giá là 895 triệu xe 2018, y chang với 2017. Xe này Học không ưng cái màu ghế, cái màu này. Tại vì những cái xe mà bự bự ngầu ngầu á anh chị, Học không có thích cái màu sáng này, anh chị nhìn thấy không? Không biết có cô chú anh chị nào có cái cảm giác giống Học không nha. Không phải là xe nào cũng khen, nhưng mà về cái chiếc xe này á, để cái màu zin theo xe nó đẹp, cái màu nâu á. Tại vì cái cô chú anh chị thấy không, những cái nó có cái tông màu trầm nè, như là chi tiết ốp gỗ nè, màu đen nè. Đó. 61.729 cây, bột trần. Đó, nhưng là loại ghế da xịn nha. Đó, gắn ghế da xịn. Cái da này mười mấy triệu á, nhưng mà Học nghĩ nó không có mắc hơn nổi cái bộ ghế da zin đâu. Đó. Ghế điện nha cô chú anh chị. Chiếc xe này ở bên trong nội thất Học nhìn không có zin luôn á. Ô tô một chạm chống kẹt, không biết cô chú anh chị sao. Đó. Đó. Như chiếc xe màu bạc mà cái màu này nó thấy nó hơi kỳ kỳ. Như Atis thì mình, tại vì cái form nội thất nó khác anh chị. Ví dụ như topi nó màu nâu hoặc là màu bi á, thì mình lên cái bộ này nhìn coi nó cũng được. Đó, bọc trần không được đẹp, bộ ghế này không được đẹp. Đó, cái màu nó kỳ quá, mặc dù nó còn mới. Fortuner. Đó. Dạ rồi. Kế bên cũng là xe máy xăng số tự động một cầu. Xe này đang đi rút gốc, là xe này Học đi mua ở Đồng Nai nè. Đó, 23.000 cây như xe mới, xe này bán rồi nha anh chị. Xe này Vios, xe mới 100%. Vios xe 2022 lên full LED. Full LED, gần xa LED.
phá sương mù cũng là LED. Fortuner 2022 máy xăng, máy dầu hai cầu, Toyota Atix bản G, Yaris, Avenza. Còn đây là những chiếc xe mà Minh Học đang đi công tác nha anh chị. Đó, xe demo sáng Minh Học tới 5-7 chiếc là nhiều lắm. Chào bạn Cương. Đây chiếc Camry ngày qua học lấy về nè anh chị, đẹp long lanh, chạy 50.000. Lấy từ Phú Quốc về. Khách alo nghĩa là học mua vé máy bay khẳng cấp bay ra. Đồng ý ok giá là học mua xe máy bay mua bay ra. Chiều thứ sáu học bay ra ngoài lúc 4 giờ nên là cô chú anh chị lúc đó gọi cho học không được. Lên khoảng 1 tiếng rưỡi, 5 giờ học coi xe, sáng thứ bảy tranh thủ buổi sáng học lấy xe. Xe nội thất rất là đẹp, không biết anh chị nó có chạy xước một vài dấu xước nhỏ đó, nhưng không đáng kể nha anh chị. Đi 50.000 ghế già đẹp lắm nha. Cái chiếc cách đây về 2 hôm học bán rồi nha anh chị, chiếc Camry mà 932 triệu á, 923 chứ xin lỗi cô chú anh chị. Đây rất rất là đẹp nha. Mới tinh. Xe này học chưa biết giá nữa nhưng mà học nghĩ cũng khoảng loanh quanh hơn 900 xíu. Tại xe biển số tỉnh á. Biển tại vì còn chiếc xe mà 923 là do biển số thành phố cô chú anh chị. Nên là cô chú anh chị đừng có ngại biển số tỉnh hay là biển số thành phố, tại vì nếu mà biển số thành phố là xe giá nó sẽ đội lên cao hơn xíu. Đó. Còn mà biển số tỉnh á là nó sẽ thấp hơn. Nên cô chú nói mua xe biển số tỉnh tốn 2 triệu thực sự ra nó cũng vòng vòng như cũng vậy. Quan trọng là cái chất xe cô chú anh chị thấy phù hợp thì cô chú anh chị cứ liên hệ cho Thái Học. Đó. Hình như xe này cũng bên học là 2020 thì phải. Form 2021. Hình như xe này cũng bên học á cô chú anh chị, để học xem lại cái bản tồn kho nha. 2020 màu trắng đi 29.000 cây, 60A nè, 87983 nè. Học chưa có thời gian quay luôn, lúc học chiếc xe này về là học lo đi tỉnh luôn. Còn ở nhà là mấy bạn back up quay up lên không à. Innova 2021 thì chúng ta sẽ có cái ga lăng mở rộng ra thêm, có nẹp bà rơm, nó đổi nguyên cái đầu này, có cảm biến gốc, cái đèn báo rẽ nó sẽ tích hợp xuống riêng ra với cái đèn phá sương mù nha anh chị. Xe đó đẹp, xe màu trắng. Còn đối với sản phẩm này thì đã được chủ trước lên cho mình bộ ghế da rồi nè, đầu Android Kovac, ở xe hai chế độ lái Eco Mode, Power Mode, có tích hợp camera hành trình trong cái đầu này luôn. Đó, cái đó là phụ kiện khách lên trước nha anh chị. Anh chị nào mua những xe này về mình thì chỉ có việc chạy thôi. Đó. Cũng có bọc trần rồi lót sàn còn mới nguyên, 29.000 cây anh chị ha. Xe này còn bảo hành chính hãng đồng quốc cho anh chị là tới 2023. Đó. Thì bên học vẫn cấp cái giấy chứng nhận không đâm đụng, không ngập nước cho anh chị, động cơ hộp số còn nguyên thủy. Tại vì xe này mà động cơ hộp số không còn nguyên thủy mà ngập nước là sẽ bị hết bảo hành. Giống như cô chú anh chị hiểu năm nay, giống như điện thoại mình á, mình bị rơi vỡ nè, sẽ không còn bảo hành nữa. Và ngập nước, giống như mình mua cái điện thoại mới, người ta bảo hành năm mà mình về mình bỏ vô máy giặt là coi như là bị mất đi cái gọi là cái quyền bảo hành nha anh chị. Đó, cái đó là người ta giám định xong là mình sẽ bị mất đi cái quyền bảo hành. Thì xe ô tô cũng vậy. Đó, còn xe này thì cô chú anh chị còn bảo hành toàn quốc, tất cả các đại lý chính hãng đều có trách nhiệm phải bảo hành cho cô chú anh chị ha. Đó, và bên học vẫn cấp cho cô chú anh chị cái giấy chứng nhận không đâm đụng, không ngập nước, xe mới nguyên. Đó, xe này về là bán, học mới bán. Đó, bán lia lịa nha anh chị, mấy ngày nay về quay không kịp, tại vì xe mới bây giờ cũng không có đủ đáp ứng đó, cái nguồn cung không có đủ nha anh chị. Đó, xe này bán rồi rút gốc. Xe này Fortuner 2017 đó. Màu nâu, máy dầu số sàn màu cầu. Để coi lại cái biển số. Fortuner 2017 đúng rồi. 37436 đó. Xe này đi được 122.000 cây nha anh chị, 122.000 cây. 7 chỗ. Bên học đang chào bán với giá là 823 triệu á. Máy dầu số sàn. Anh chị nhìn cần số nè. Đó.
Đây, anh chị nhìn cái bộ lọc hoa lan đó, anh chị nhìn cái chân con đó. Xe này mình nhìn nó ngoài do nó bụi thôi nha cô chú anh chị, do nó bụi thôi chứ xe này bên học Maru dọn lại đẹp lắm, do nó bụi nhiều quá nè. Đó. Bụi rất là nhiều nên là nhìn chiếc xe nó không có bóng đó. Do đậu mấy ngày này trời mưa á, Fortuner mới dầu số sàn nha anh chị. Chạy rất là tiết kiệm luôn. Không biết chiếc này phải chiếc 20 à? Chiếc Innova 2015 không ta? Innova 2015 17 đây. À, đây là chiếc Innova 2015 màu vàng cát nè. Form mới nha anh chị, 2015. À, mâm phay nè, xi nhan báo rẻ tích hợp trên phần gương. Và xe này bên học thu về hiện tại km nó là 142.000. Xe rất rất là đẹp nha anh chị. Đó. Bên học đang chào bán với sản phẩm này chỉ có là 395 triệu thôi nha anh chị. 395-93 gì đó, dự kiến nó sẽ nằm trong cái giá đó nha. 395 triệu. Xe biển số thành phố Hồ Chí Minh sẵn, xe đẹp long lanh nha anh chị. Đó. Mà những cái xe Innova mà đặc biệt cái đời thấp thấp như thế này nè, đi ra ngoài thu rất là khó xe. Thứ nhất á, là bên học kiểm tra lịch sử hầu như là những xe trên những cái trang mạng rau vặt á, toàn là những xe tua đồng hồ không, tua là 300-400 ngàn luôn anh chị. Cốp chưa ra nè, cốp chưa ra nè. Nó nên là những cái sản phẩm như thế này á, thì nó lâu lâu mới có một chiếc đó. Tại vì đa số á, là chiếc xe nó được mua đi bán lại nhiều lần, nó sẽ bị mắc lịch sử là bên học không mua nè. Và thứ hai nữa, những cái xe mà chạy ở thành phố nhiều hoặc là một chủ thì nó cũng bị lỗi, tại vì do nó chạy lâu năm mà. Đó anh chị, rất là đẹp. Ở xe này lên chủ lên ghế da xịn, cái này là bên học vệ sinh là đẹp nữa. Anh chị nào nhanh tay cọc cho học chiếc này đi, xe này rất là hot nè. Xe này học sẽ bán rất là nhanh. Xe Innova 2015 đẹp lung linh nha anh chị. Đó, cần số nè. Đây. 141.000. Đẹp long lanh anh chị ơi. Đó. Cái chắc zin đó nè. Đây. Anh chị đi mua những cái xe thí dụ như đúng 100 mấy chục ngàn như Innova mà tháo vô lăng là nó phải như vậy nha anh chị. Cái mà nó mòn tự nhiên nè. Đó. Anh chị có thấy không, vô lăng nó bóng nè. Đó, cái chắc zin nha. Xe này dọn rất là đẹp nha. Cô chú anh chị mà mua những chiếc xe mà cái này nó sơn, copy sơn, vô lăng thay, những cái này nó sơn nó xuống rất là xấu. Tại riêng cái nội thất á, cô chú anh chị biết sao, cô chú anh chị, cái nội thất là cái nhiệt độ nó thay đổi liên tục. Ví dụ như mình ngồi trong xe, mình mở máy lạnh nó rất là mát, nó rất là lạnh. Và sau khi mình tắt máy, mình bước ra ngoài á, mà mình đậu xe ngoài nắng, cái nhiệt độ ở trong xe nó tăng lên rất là cao. Nên là những cái chi tiết như là ghế da nè, mà những cái topi này cô chú anh chị sơn á, ở ngoài người ta, thí dụ như người ta bán taxi á, nó khác màu sơn á, nó sơn lại nó đẹp. Cái lúc cô chú anh chị mua chạy chừng khoảng 1-2 năm nó ghê lắm. Còn mình để chắc zin, mình cứ dọn lau chùi sạch sẽ vậy đó mà nó đẹp. Nó đèn nó vàng theo năm tháng nè, nó hơi vàng, nó hơi chân chim nè anh chị. Đó, nhưng mà ở đây thì cũng còn rất là đẹp nha. Đó, anh chị thấy không, khi mà học lùi ra khoảng 2 mét nè, anh chị nhìn thấy không, nó rất là điều, xe rất là đẹp. Xe thì vẫn cấp giấy chứng nhận bảo hành cho anh chị, không đâm đụng, không ngập nước. Đó, xe gia hạn bảo hành cho cô chú anh chị 1 năm và 20.000 cây. Tuyệt vời. Đây cô chú anh chị, hai chiếc xe cũng của bên học. Đây. Chiếc xe này là chiếc xe Yaris 2007 nè. Thì xe này giá học nghĩ nó lanh quanh từ khoảng là 208 đến 209 nha anh chị. Đó, Yaris số tự động. Xe cọp nha, xe này đi mới có 70.000 à, 77-70 gì đó. Xe cọp, xe này học định giá nè. Đó, cái lúc mà trước khi mà đưa vô kiểm tra kỹ thuật á, tổng quát á, là bên là học giám định á. Đó. Học giám định.
định sơ bộ rồi nâng lên cầu mấy anh em kỹ thuật kiểm tra. Hết ý anh chị, rất là cộp luôn á. Cái dốc xe này anh chị nhìn nè, xe giá rẻ linh động. Xe này nó dở cái là cô chú anh chị đi xa không được, cái cốp nó không có để đồ được, cốp này nhỏ xíu à, nó như Kia Morning nè. Đó, nó giờ rít nhưng mà cái kiểu hatchback kiểu con cóc. Bây giờ cái là cái cốp nó quá nhỏ đó, nhưng mà rất là tiện lợi khi mà mình ở thành phố Hồ Chí Minh, cô chú anh chị bỏ ra số tiền nhỏ và chúng ta sử dụng được xe nó bền mỹ, bền lắm, xe này bền vô đối luôn anh chị. Đó, xe nhập khẩu đó. Rồi kế bên là mẫu xe Innova VOSG 2019, xe nước sơn zin toàn tập nha, 100%, chạy 10.000 cây, bản G số tự động, bản G là bản cao cấp nhất đó anh chị. Bên Học đang chào bán với mức giá là 523 triệu, cực kỳ nha. Nước sơn zin 100%, chưa sơn hạt nào nha anh chị. Ở 10.000 thì cô chú anh chị cũng biết rồi, cô chú anh chị nào có đã sử dụng qua ô tô hoặc là đi ô tô anh chị biết những xe 10.000 là như thế nào ha. Đó, giống như xe gắn máy mình mà mình chạy 10.000 nó còn mới tinh đó, cô chú anh chị, mọi chi tiết nó còn hoàn hảo như là xe mới, hai chìa khóa còn zin, bánh xe cua chưa chạm đất. Xe 2013 Fortuner màu đen, biển số thành phố Hồ Chí Minh, cực kỳ đẹp nha anh chị, 56.000 cây, xe 2013 nha. Đó, xe 7 chỗ màu đen, 552 triệu thôi cô chú anh chị. Đặc biệt là xe đi chỉ 56.000 cây, xe đậu không, không chạy nè. Đó, nó dính bụi nè anh chị, những chiếc xe cọp ha. Cái vỏ zin còn theo xe nè. Đó, anh chị biết cọp cỡ nào rồi. Cái cản trước bên đây chưa sơn nè. Cản trước bên đây là từ xưa giờ chưa sơn nha. Hiện trạng thì có chạy xíu. 2013 máy xăng số tự động một cầu nha anh chị. Rồi, mình coi cái ghế nè. Ghế là zin theo xe nha, chưa thay nha anh chị. Đó, vô lăng là zin theo xe, chưa thay nha. Vô lăng là zin nha. Đó, cần số nè. Đó, đỉnh chưa anh chị. Xe này rất là hot nè. 2013. Ghế da zin, nội thất zin toàn tập, bọc trần lót sàn sẵn. Đó, cô chú anh chị, cái đèn nó mới nguyên. Đó, cái đèn này rất tuyệt vời anh chị ạ. Còn một chiếc Innova 2020 form mới nữa, không biết phải xe này không, xem lại. Innova E 2020, Innova E 2020. Bên Học còn một chiếc xe 2020 form 2021 nha anh chị, mới về thì giá nó cũng lanh quanh hơn 700 xíu đó. Dạ vâng, thì Học xin nhắc lại cô chú anh chị nào đang có nhu cầu muốn mua xe hoặc bán xe, định giá xe miễn phí, liên hệ cho Học 0901224668. Địa chỉ bên Học là 220 Bít Nguyễn Hữu Cảnh nha cô chú anh chị, phường 22 quận Bình Thạnh. Cô chú anh chị nhớ đến khi đến xem xe nhớ gọi cho Học, hoặc là cô chú anh chị cứ nói thả với bảo vệ, gặp bất cứ ai trong showroom á, mấy bạn lễ tân á, cô chú anh chị cứ nói yêu cầu là gặp thấy Học Toyota thì Học sẽ có mặt để hỗ trợ cho cô chú anh chị, tư vấn cho cô chú anh chị trực tiếp để cho cô chú anh chị dễ dàng lựa chọn cho mình cái sản phẩm phù hợp nhất. Và Học xin nhắc lại, những xe mà Học bán đều có giấy chứng nhận, không đâm đụng, không gặp nước, xe chính hãng là mình phải như vậy nha anh chị. Chính hãng sẽ cấp cho cô chú anh chị cái giấy chứng nhận. Như xe Toyota thì mình Học sẽ gia hạn thêm bảo hành đối với những xe mà hết bảo hành. Đó, mình Học mua xe cũ là mua đứt và bán đoạn, mua là mua xe về trưng bày xong rồi bán, bắt buộc bên khách hàng thứ ba những xe mà Học rao bán đều phải ra tên bên Học, sẽ không bán ủy quyền nha cô chú anh chị. Bên Học, Học xin nhắc lại, bên Học chỉ bán ra hợp đồng mua bán. Đó, những chiếc xe này ở bên Học sẽ ra hợp đồng mua bán chứ không có ủy quyền, giống như những cái salon nhỏ lẻ để chúng ta né thuế á. Thì rất là phiền cho chủ cũ, tại bên Học cam kết với chủ cũ rồi, mong cô chú anh chị thông cảm, đó là quy trình. Học xin nhắc lại là bên Học có định giá xe miễn phí khi cô chú anh chị gửi cái hình hợp đồng xe, đăng kiểm, km. Học sẽ định giá, có thể là đến thu xe tận nơi, hỗ trợ cô chú anh chị nào đang vướng ngân hàng chưa tất toán thì bên Học sẽ hỗ trợ tất toán trước, chúng ta sẽ làm thủ tục sau. Và sau đây thì Học xin kết thúc video.
và xin hẹn cô chú anh chị ở lại clip sau. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã cùng học đánh giá với những sản phẩm mà Toyota Tân Cảng đang chào bán. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Xin chào quý vị, cô chú anh chị ơi, hôm nay học xin phép gửi đến cho quý vị mẫu xe Camry 2018 2.5Q. Xe này học đi thu ở Phú Quốc về nè cô chú anh chị. Đó, xe xung quanh xe thì hiện tại chảy xước rất là nhiều và học cũng phải về sơn lại hết, hầu như là gần hết xe luôn á cô chú anh chị. Đó, thì chiếc xe này cái chất xe rất là đẹp, do là cái nước sơn zin nó còn nhiều và chủ trước chưa có sơn hết nên là bên học về hầu như anh chị nhìn thấy nè. Rồi, về nè, về có sơn nè, cản sơn nè, cửa về nè. Đó, tại vì những cái dấu xước mà nhỏ bên học cũng sơn lại nha anh chị, chẳng hạn giống như đây nè. Đó, cô chú anh chị thấy không ạ? Còn chất xe thì là anh chị biết rồi, chiếc xe Camry 50.000 cũng khó là kiếm nha anh chị. Đó, 2018 bản Q là bản cao cấp nhất. 2018 thì chúng ta sẽ có hai cái Biprosetter nè và đèn báo rẽ tích hợp sẽ đưa xuống cái ba đờ sốc phía trước. Đó, 2.5Q là bản cao cấp nhất nha anh chị, xe dành cho doanh nhân. Đó, xe động cơ sử dụng động cơ 2.5 dual VVT-A, hai cam thông minh nha. Đó, để học đi một vòng cho anh chị xem. Đó, đánh giá là xấu nè, phải sơn lại nè. Những cái vết xước rất là nhỏ luôn, có thể là chúng ta phải soi gương mới thấy được á. Đó, đây nha anh chị, cô chú anh chị có thấy không ạ? Thì bên học sẽ sơn lại hết nha. Đó, cái dấu này cũng vậy. Đó, cái đó là giám định lại để bán cho cô chú anh chị ha. Đó. Đây, Camry 2.5Q. Giờ này cũng đang trời mưa rồi, học tranh thủ quay. Tại vì học thường xuyên đi tỉnh nên là có cơ hội quay là cứ quay cho cô chú anh chị. Xe này 49.829 cây. Đó, học đi thu đi máy bay ra ngoài Phú Quốc thu về ha. Cô chú anh chị nhìn gật gù điện nè, khi học là bấm on ha, nó sẽ ra cái vị trí cuối cùng mà nó set nhớ đó. Đó, học tắt nè. Đó, nó sẽ tự thuộc vào lại ha. Đó, tức nghĩa là mình có chỉnh điện, lấy chuyển số thông minh, vô lăng ốp gỗ bọc da. Xe thì hai vùng lạnh độc lập. Đó, anh chị, xe có sạc không dây nè. Đó, Camry 2018 thì tới bây giờ nó vẫn còn đẹp nha anh chị. Đó, form dáng đẹp, camera hành trình, mọi chi tiết nó còn mới nguyên. Chị thấy không? Găng nổi. Đó, bốn cửa ô tô, một chạm chống kẹt, có hai vị trí nhớ ghế. Đó, ghế zin theo xe hết. Ghế là zin theo xe, chưa thay miếng nào nha anh chị. Đó, mới đi 50.000 mà. Đó, xe thì chúng ta sẽ có hai cái ghế điện và chiếc xe Camry 2.5Q là cái vị trí mà VIP nhất là phía sau bên bên phải anh chị. Đây. Vì ở bên đây mình có điều chỉnh được cái hàng ghế phía trước nè. Đó, anh chị thấy không? Rất là nhẹ nhàng. Đó, học đẩy cái phía ghế này ra phía trước thì chúng ta sẽ có một cái khoảng để chân rất là dài và rộng. Đây. Đợi thoải mái nha anh chị. Rồi, Camry Q chúng ta sẽ có điều chỉnh cái rèm sau gáy. Đó. Anh chị mua Lux XA rồi mệt C200 rồi đó cô chú anh chị thì chúng ta sẽ cũng không có cái rèm này ha. Đó, Camry thì chúng ta sẽ có cái rèm để che mưa, che nắng khi mà chúng ta đi ở ngoài nắng. Đó, gục tựa lưng hai bên. Đó, nói chung là bốn ghế chỉnh điện, volume nè. Đó, nhiệt độ dàn lạnh, nói chung là full rồi anh chị. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hộp nhung để điện thoại và cái cốc sạc 12V. Đó, xe rất là đẹp nha anh chị. Xe cam kết như vậy là không đâm đụng, không ngập nước. Đó, Camry Q chúng ta sẽ có cái rèm, rèm ở đây, máng lên đây. Cái rèm này nó sẽ tăng thêm cái độ riêng tư và nó sẽ che nắng cho anh chị nha. Gạt tàn thuốc. Không nè. Đó, xe của doanh nhân, thương gia. Đó, mọi chi tiết những cái đèn này còn zin theo xe và rất đẹp nha anh chị. Đó, áo chùm xe. Đó, chi tiết còn mới nguyên. Đó, con đội đồ ngoài đầy đủ nha. Để học quay cái phần gập cho anh chị xem. Đây, cái bô đây anh chị. Đó, mới nguyên nha. Đó, cô chú anh chị thấy không ạ? Hai cái ống xả đó nè. Đó, chiếc xe này ở Phú Quốc nhưng mà chủ á, anh chủ trước á, sợ mục gầm á, anh chủ không đi luôn á anh chị, nên là cái chiếc xe nó đi rất là ít, 50.000 cây. Đây, cô chú anh chị nhìn nè, cái phần gầm nè, học quay thật chậm cho anh chị xem. Anh chị có thấy được cái ống bô ở phía đằng xa xa bên kia, để hồi học quay bên kia ha. Gầm là không cạ nha anh chị. Đó, dừng zin hết à, zin đeo xe hết. Đó,
treo chỉ còn nguyên bản hết, rất là đẹp. Cô chú anh chị nào đang chạy Atis Camry đời cũ hơn, muốn trao đổi hay liên hệ với Học 0901 24668, Học có định giá xe cũ miễn phí nha anh chị. Xe sản xuất 2018 2.5Q. Để Học quay cái phần động cơ cho cô chú anh chị xem. Đây cái tấm dừng đó, đây cô chú anh chị thấy không ạ, đây cái phần xương nè đó, mọi chi tiết còn mới nguyên. Cầm đèn pha nè, xin mời cô. Gà lăng này cô chú anh chị đó, những chi tiết ngoại thất ha đó, hai cái đèn đó. Vì những chiếc xe mà nó đi ít đời như là Camry rồi, nó đang rất là hot ở thị trường xe cũ của cô chú anh chị đó. Có rất là nhiều cô chú ở dưới quê á, rất là thích cái form này, phân khúc hàng D dài rộng, cũng có bì ngang. Xe này ngày xưa mua hơn 1.2 tỷ nha anh chị đó, xe này giờ bên Học đang bán với mức giá là loanh quanh 900. Để Học coi đó, loanh quanh 900 triệu nha. Xe này thì Học chưa biết giá. À, mới về hồi sáng, Học về hồi lúc 12 giờ khuya hôm thứ sáu thì hôm nay là thứ bảy nè, sáng giờ do ca có ship nghỉ Học chưa có biết giá chính xác, nhưng mà Học nghĩ nó loanh quanh 900, 910 hoặc là 890 gì đó. Cô chú anh chị cứ liên hệ cho Học đó, cô chú anh chị nào cần liên hệ cho Học nha. Cô chú anh chị ơi, cô chú anh chị có bán xe nhớ liên hệ cho Học. Xe này hồi sáng Học đi lấy nè, lấy ở quận 12 nè, xe nước sơn zin nhiều lắm, xe này bán rồi, xe cọc làm ngân hàng này. Học cũng bán về anh ở Lâm Đồng á, cọc về làm ngân hàng, xe 2017 cho xin lỗi vậy. Xe cũng cộp lắm, đi mới 23.000. Còn ở đằng đây là xe Học đi lấy ở Bình Phước này, Innova G 2017, nhưng mà giờ này chắc cũng tối quá rồi, bên kia lóc cửa rồi. Để Học có thời gian Học sẽ quay chiếc Innova G đó cho cô chú anh chị. Innova G 2017 xe rất đẹp. Dạ Học xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã cùng Học đánh giá sơ bộ về sản phẩm này. Những cái clip mà Học vừa quay máy rài á, do là thứ nhất là thời tiết đó, cũng với lại buổi chiều á, nó không có đủ ánh sáng, thời tiết nó cũng làm mưa, nó bong bong mấy cái xe lên nè, nó không có thể hiện được cái độ bóng của cái nước sơn á. Cô chú anh chị thông cảm bỏ qua cho thấy Học nha. Có gì cứ góp ý phần bình luận phía dưới để Học càng ngày Học càng có kinh nghiệm và quay những cái sản phẩm để cho nó thực tế hơn và nó đẹp hơn để phục vụ cho cô chú anh chị. Và một lần nữa Học xin kết thúc video tại đây. Xin chào cô chú anh chị và xin hẹn gặp lại.